có bột sắn dây mà không biết bằng cách pha uống thế này để lột xác từ trong ra ngoài thì quả là uổng phí. Biết một trong ba công thức pha uống từ bột sắn dây, đảm bảo 100% chị em sẽ mua cả ký về làm đẹp. Với thành phần giàu chất xơ, chứa nhiều vitamin, protein, lipid, glucid và các loại axit amin. Chính vì thế, nếu biết sử dụng bột sắn dây đúng cách sẽ giúp chị em thanh nhiệt giải độc và làm đẹp da an toàn ngay tại nhà. Tham khảo bài viết dưới đây để có 3 công thức pha uống bột sắn dây hiệu quả cho chính mình. 1. Dùng bột sắn dây pha uống sống. Nguyên liệu: 2-3 thìa bột sắn dây, 2 thìa đường trắng, 3 lát chanh tươi, 200-300ml nước lọc, cốc và thìa. Cách làm: hòa tan 3 thìa bột sắn dây, đường trắng vào 300ml nước lọc. Dùng thìa khuấy đều tay trong 3 phút, giúp các nguyên liệu được hòa quyện vào nhau. Hoàn thành xong, bạn cho thêm vài viên đá nhỏ và 3 lát chanh tươi và hỗn hợp trên, giúp thức uống trở nên thơm ngon và đậm đà. Duy trì công thức này liên tục trong khoảng 2 tuần, mỗi ngày một lần vào các buổi sáng hoặc buổi tối trước khi đi ngủ. Nó sẽ giúp làn da trở nên mịn màng, săn chắc tự nhiên. 2. Pha bột sắn dây uống chín. Nguyên liệu: 2-3 thìa canh bột sắn dây, 2-3 thìa đường trắng, 3 thìa canh nước lọc, 150ml nước nóng, cốc và thìa. Cách làm: cho bột sắn dây vào cốc rồi tiến hành hòa tan với một chút nước lọc. Tiếp đó, bạn đổ 150ml nước nóng vào cốc bột sắn dây, dùng thìa khuấy đều trong 2 phút, ta sẽ thu được một hỗn hợp dạng sệt. Với phương pháp làm đẹp này, bạn nên duy trì thường xuyên trong một thời gian ngắn để đạt được hiệu quả tối ưu. Lưu ý, trước khi uống, bạn có thể trộn thêm vài giọt nước cốt chanh hoặc nước quất tươi sẽ giúp hương vị bột sắn dây thêm hấp dẫn. 3. Kết hợp bột sắn dây để chế biến dạng sệt như nấu chè. Nguyên liệu: 3 thìa bột sắn dây, 3 thìa đường cát, 1 thìa nước cốt dừa, 150ml nước lọc, bát và thìa. Cách làm: cho bột sắn dây, đường cát vào nồi rồi trộn đều với 100ml nước lọc. Bắt nồi lên bếp đun nóng. Sau khi nước sôi, hạ lửa nhỏ, đun liu riu chừng 1 phút thì tắt bếp để nguội. Hoàn thành xong, bạn cho thêm nước cốt dừa vào nồi, dùng thìa khuấy đều tay, giúp thức uống không bị vón cục mà hòa quyện vào nhau. Có thể nói, việc sử dụng bột sắn dây theo cách này, nó không những đơn giản mà còn giúp bạn chế biến ra một thức uống vừa tốt cho sức khỏe, lại hỗ trợ làm đẹp da. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp bột sắn dây để chế biến ra các món chè như chè đậu đen, đậu xanh, chè bưởi cũng rất tốt cho cơ thể. Trên đây là toàn bộ những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn. Hy vọng với vài mẹo nhỏ sẽ giúp mọi người trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn. Chúc các bạn thành công! Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé! Vì sức khỏe người Việt. Uống nước dứa theo cách này, cả đời bạn không lo mắc bệnh xương khớp. Dứa chứa nhiều bromelain, một loại enzyme protein tiêu hóa giúp đẩy lùi tình trạng viêm. Uống nước dứa theo cách này sẽ giúp ngừa bệnh xương khớp. Dứa là thành phần của họ dứa và là một trong những số ít cây thuộc họ có khả năng tạo quả ăn được. Thực chất, quả dứa được cấu thành từ rất nhiều hoa dứa riêng biệt, do các quả con hợp nhất lại với nhau xung quanh một lõi trung tâm, mỗi mắt dứa là một quả con. Lợi ích dinh dưỡng của dứa cũng hấp dẫn như cấu tạo của chúng. Dứa có rất nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm hỗ trợ hệ miễn dịch, đẩy mạnh sự tiêu hóa protein và làm xương khỏe hơn. Chúng thậm chí còn có thể giúp giảm các triệu chứng cảm lạnh thông thường. Ngoài những vitamin và khoáng chất liệt kê ở trên, dứa cũng chứa một lượng nhỏ vitamin B, canxi, kẽm, vitamin A và beta carotene. Lượng chất dinh dưỡng có trong dứa nguyên chất và dứa đóng hộp khác nhau.
Dưới đóng hộp chứa một lượng lớn calo, 198 calo trong mỗi cốc, và đường do có siro. Nó cũng chứa ít vitamin và khoáng chất hơn. Nếu bạn thích sử dụng dứa đóng hộp, hãy cố gắng không sử dụng thêm đường hoặc tìm mua các sản phẩm dưới dạng nước ép thay vì dạng siro. Nước dứa ngừa bệnh xương khớp. Theo Lương y Hoàng Duy Tân, Phó Chủ tịch Hội Đông y Đồng Nai, trong dứa có chứa nhiều bromelain, một loại enzyme protein tiêu hóa giúp đẩy lùi tình trạng viêm. Chất sức có từ trái dứa có hiệu quả không khác gì một loại thuốc chống viêm khớp tự nhiên. Và lưu ý, khi thực hiện công thức dưới đây, bạn chỉ lấy phần ruột trong cùng của trái dứa. Đây là phần có chứa nhiều bromelain nhất. Nguyên liệu: dứa tươi 1 quả, cà rốt 7 củ, cần tây 4 nhánh, chanh 1 quả. Cách làm: dứa gọt vỏ, lấy cả phần ruột trong cùng của quả dứa. Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch, cần tây rửa sạch dưới vòi nước. Cho tất cả dứa, cà rốt, cần tây và chanh vào máy ép lấy nước. Riêng chanh cho cả quả, vì phần vỏ chanh có chứa thành phần rất tốt, không nên bỏ đi. Cách dùng: ngay khi xuất hiện cơn đau do xương khớp, hãy uống ngay một ly nước hỗn hợp này. Chỉ sau ít phút, cơn đau sẽ biến mất. Kiên trì thực hiện cách này 2 lần trên tuần, cơn đau viêm khớp sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bảy lý do bạn nên uống nước chanh mỗi ngày. Các hàng quán luôn sẵn sàng phục vụ nước chanh cho khách. Một số người thường bắt đầu ngày mới bằng ly nước chanh. Đây thực ra là một loại đồ uống giải khát tuyệt vời khi trời nắng nóng. Không chỉ dễ uống mà còn mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Dưới đây là 7 lợi ích sức khỏe của nước chanh. Hy vọng rằng sau bài viết này bạn sẽ có câu trả lời của riêng mình. 1. Cung cấp nước cho cơ thể. Nước chiếm đến hơn 70% trọng lượng cơ thể. Đây là thành phần quan trọng của mọi sinh vật trên hành tinh. Bổ sung đầy đủ nước sẽ giúp cơ thể bạn luôn tràn trề sức sống. Và dĩ nhiên, nếu thêm vị chanh vào ly nước sẽ khiến bạn uống được nhiều hơn và cơ thể không bị nguy cơ thiếu nước. 2. Nguồn cung cấp vitamin C. Chanh thuộc giống cây họ cam quýt, vốn chứa hàm lượng vitamin C cao. Chanh là nguồn cung cấp vitamin C tốt. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ thì 1/4 cốc nước ép chanh tươi cung cấp hơn 30% lượng vitamin C khuyến cáo hàng ngày. Vitamin C là một chất chống oxy hóa, chủ yếu giúp bảo vệ các tế bào khỏi sự tổn thương do các gốc tự do gây nên. Trong các nghiên cứu, vitamin C được chứng minh là làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và đột quỵ, cũng như làm hạ huyết áp. Nghiên cứu đăng trên Scopus cho thấy những người có lượng vitamin C thấp, đặc biệt là đàn ông béo phì, cao huyết áp thì có nguy cơ mắc đột quỵ cao hơn. Một số chuyên gia cho rằng vitamin C cũng giúp phòng ngừa và làm giảm thời gian mắc bệnh cúm ở một số người. 3. Cải thiện làn da. Vitamin C trong chanh có thể giúp làm giảm sự hình thành các nếp nhăn. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí của Hiệp hội Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ kết luận những người tiêu thụ nhiều vitamin C hơn thì ít có nguy cơ bị da khô và nhăn. Uống nhiều nước giúp cải thiện làn da cũng là một kiến thức phổ biến. Nếu làn da mất đi độ ẩm thì sẽ bị khô, có xu hướng nhăn nheo. Các chuyên gia khuyên bạn nên uống 8 ly nước mỗi ngày để giúp giải khát cơ thể và làn da khỏi các độc tố. 4. Giúp giảm cân. Một nghiên cứu cho thấy các chất chống oxy hóa tìm thấy trong chanh làm giảm đáng kể sự tăng cân do chế độ ăn giàu chất béo ở chuột. Bên cạnh đó, sự kháng insulin cũng được cải thiện. Dù kết quả tương tự cần được chứng minh trên người, nhưng trên thực tế, có nhiều người cho biết uống nước chanh giúp họ giảm cân. 5. Hỗ trợ tiêu hóa. Một số người uống nước chanh như một loại thuốc nhuận tràng vào mỗi buổi sáng để ngăn ngừa táo bón. Thực vậy, uống nước chanh ấm hoặc nóng khi thức dậy có thể hỗ trợ tiêu hóa. Y học cổ truyền Ấn Độ tin rằng vị chua của chanh làm kích thích Eni. Một Eni khỏe mạnh sẽ
sẽ khởi động hệ tiêu hóa mạnh mẽ. Nhờ đó, thức ăn được tiêu hóa dễ dàng và giúp ngăn ngừa sự tích lũy các chất độc. 6. Hơi thở thơm mát. Bạn đã từng dùng chanh sắc lên tay để tẩy đi mùi hôi khó chịu. Trên thực tế, trái chanh được cho là có tác dụng khử mùi. Đặc biệt, bạn có thể áp dụng biện pháp khử mùi này khi ăn các thực phẩm nặng mùi như tỏi, hành, cá. Hãy giữ cho hơi thở thơm mát bằng cách uống một ly nước chanh sau bữa ăn và khi thức dậy. Chanh cũng kích thích tiết nước bọt và nước giúp ngăn ngừa khô miệng, vốn dẫn đến hơi thở hôi do sự quá phát vi khuẩn. 7. Ngăn ngừa hình thành sỏi. Chất axit citric trong chanh có thể ngăn ngừa hình thành sỏi canxi. Trang UW khuyến cáo tăng lượng axit citric tiêu thụ để giảm nguy cơ hình thành sỏi canxi mới. Uống nước chanh không chỉ giúp bạn bổ sung thêm axit citric mà còn cung cấp nước, vốn cũng ngăn ngừa sự tạo sỏi. Cách pha nước chanh. Để tận hưởng những lợi ích tuyệt vời từ nước chanh, bạn cần phải uống thường xuyên. Khi pha nước chanh, bạn luôn cần nhớ rằng phải sử dụng chanh tươi. Vắt nửa quả chanh vào khoảng 250ml nước đã đun sôi, nước ấm hoặc nước lạnh. Bạn có thể sáng tạo thêm mùi vị cho cốc nước chanh bằng cách sử dụng 1 thìa mật ong, 1 lát gừng tươi, 1 chút quế hoặc là 1 nhánh bạc hà, 1 vài lát cam hay dưa chuột vào ly nước chanh cũng là một ý tưởng hay. Hãy bắt đầu buổi sáng bằng ly nước chanh ấm và pha một chai nước chanh để trong ngăn mát của tủ lạnh rồi dùng cho cả ngày. Tác dụng phụ của nước chanh. Nước chanh nhìn chung là an toàn khi uống, nhưng cũng có một vài tác dụng phụ có thể xảy ra mà bạn cần biết. Chanh chứa axit citric có thể ăn mòn men răng. Để hạn chế nguy cơ này, hãy uống nước chanh qua ống hút và súc miệng sau khi uống. Đồng thời, axit citric cũng có thể kích thích gây ợ nóng ở một số người. Tuy nhiên, một số người có thể cảm thấy giảm nhẹ ợ nóng vì chanh trở nên kiềm tính khi ở trong đường tiêu hóa. Nếu chanh làm nặng thêm tình trạng ợ nóng thì bạn cần tránh thức uống này. Một số người cũng báo lại rằng họ thường xuyên phải vào nhà vệ sinh hơn khi uống nước chanh. Đó là do nước chanh cũng là đồ uống lợi tiểu, tức là làm tăng sản xuất nước tiểu. Nguyên nhân có thể là do tác dụng của chanh hoặc là do bạn uống nhiều nước. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Uống nước này mỗi sáng, cả đời không lo mắc bệnh ung thư. Bạn từng nghe nói đến loại nước thần ngăn ngừa bệnh ung thư một cách diệu kỳ này chưa? Khi bạn ăn những thực phẩm không lành mạnh, cơ thể sẽ tích tụ dư thừa axit độc hại, làm suy yếu hệ miễn dịch và tăng nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm, trong đó có ung thư. Độ axit hay độ kiềm trong cơ thể được xác định giống như thông thường, tức là bằng chỉ số pH. Chỉ số pH dưới 7 nghĩa là môi trường cơ thể bạn đang có tính axit chua, còn lớn hơn 7 nghĩa là có tính kiềm. Tuy vậy, chỉ số pH cân bằng của con người rơi vào khoảng 7,35, tức cơ thể chúng ta mang tính kiềm nhẹ. Nếu pH của bạn thấp hơn mức này, thậm chí thấp hơn 7, bạn đang đối mặt với vấn đề hết sức nghiêm trọng. Do cơ thể tích tụ quá nhiều axit từ các hoạt động hàng ngày, thể chất, tinh thần, khi đó các tế bào cũng bị nhiễm độc và hệ miễn dịch suy yếu là điều khó tránh khỏi. Sau đây là một số dấu hiệu có thể giúp bạn nhận ra cơ thể đang thiên về tính axit hay không. Đau đầu, đau vô tử, cảm thấy nhức mỏi hay bị bệnh vặt. Nước chiếm phần lớn trong cơ thể chúng ta, trên 70%. Do đó, nồng độ pH của nước uống đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng độ pH. Mặt khác, quá trình tiêu hóa luôn sản sinh ra axit để hấp thụ thức ăn. Do đó, uống nước gần như là con đường duy nhất giúp bạn cân bằng độ pH cơ thể. Nhu cầu nước hàng ngày 2-3 lít là tương đối đủ cho quá trình cân bằng axit kiềm trong mỗi người. Tuy vậy, nước uống hàng ngày có chỉ số pH vào khoảng 7-7,5 có thể sẽ không đủ để kiềm hóa cơ thể nếu bạn thường xuyên vận động cường độ cao, hoạt động trí tuệ liên tục, căng thẳng hoặc đang mắc bệnh.
Vì thế, một giải pháp bổ sung kiềm cho cơ thể mà bạn nên áp dụng là uống nước kiềm hóa. Đây là một phương pháp hoàn toàn tự nhiên, vừa bổ sung nước, vừa thanh lọc cơ thể, cân bằng axit và chống lão hóa hiệu quả. Công thức làm nước kiềm hóa. Nguyên liệu: 1 muỗng đá muối Himalaya, 2 lít nước lọc, 1 lát chanh cắt mỏng. Cách làm: đổ nước vào hũ hoặc nồi lớn, cho chanh và đá muối vào, khuấy nhẹ hỗn hợp rồi đậy lại và để qua đêm. Cách dùng: uống 3 ly nước kiềm hóa mỗi sáng trước khi ăn. Công thức làm nước uống kiềm hóa này có chứa chanh, một loại thực phẩm có tính chua. Tuy nhiên, nó lại có tác dụng kiềm hóa rất tốt cho cơ thể. Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cho mì chính vào món ăn, hãy tiếp tục nếu muốn đùa giỡn với tính mạng của bạn và gia đình. Khá nhiều dịch vụ ăn uống sử dụng mì chính đánh lừa miệng của khách hàng. Trong khi đó, tác hại từ việc sử dụng mì chính quá liều rất khó lường và tổn thương não bộ ghê gớm. Mì chính, hay còn gọi là bột ngọt, giúp thức ăn trở nên ngọt ngào, hấp dẫn hơn, nhưng bản thân nó không hề có giá trị dinh dưỡng, thậm chí còn gây hại nếu lạm dụng quá mức. Theo thạc sĩ Lưu Thủ Nghị, Đại học Nam Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh, mì chính là muối của axit glutamate, rất có tác dụng trong việc truyền tín hiệu của thần kinh. Dùng nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động của não, mất trí nhớ, làm tiêu hao B6, dễ gây những cơn động kinh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Di Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng cho rằng dùng quá nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động não, dẫn đến suy thoái não, chưa kể gan và thận do phải làm việc cật lực để phải hồi độc chất axit amin có trong mì chính, dẫn đến sự suy yếu và gây nhiều rối loạn. Ăn quá nhiều mì chính còn gây ra các triệu chứng như nóng ran sau gáy, choáng váng, nhức đầu, khô cổ, nhiều đờm, khó chịu. Các cơn hen có thể xuất hiện khoảng 12 giờ sau khi dùng mì chính. Nhiều người sau 30 phút sử dụng quá nhiều mì chính sẽ gây nên cơn trầm cảm với nhiều biểu hiện khác nhau như căng thẳng, hoa mắt, nhức đầu, buồn nôn, đau bụng, ủ rũ, những cơn bốc nóng sau gáy bất thường. Ngoài ra, những người có thể trạng nhạy cảm hay bị nhức đầu, đỏ mặt, đau gáy, nôn mửa, người mắc bệnh hen suyễn, cao huyết áp, thận, tim và trẻ em không nên sử dụng mì chính vì cơ thể sẽ có những diễn tiến xấu. Với những người mắc bệnh lý nói trên sẽ khiến bệnh nặng hơn, còn với trẻ em ăn mì chính sẽ làm thay đổi khẩu vị và gây nghiện mì chính khi không có gia vị này. Trẻ sẽ không ăn, vô tình gây độc cho não của các bé. Ngoài ra, với các món chua, món ngọt không nên cho mì chính sẽ làm mất độ chua, độ ngọt đúng vị của món ăn. Cũng không nên dùng mì chính với các món trứng vì trong trứng có nhiều bột và khi kết hợp với muối natri clorua rồi đun nóng sẽ tạo ra thứ mì chính tinh khiết, giúp trứng có hương vị thơm ngon. Do đó, cho mì chính vào trứng sẽ gây nên tình trạng thừa mì chính và gây hại cho sức khỏe. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Nhà có bột sắn dây mà không biết bằng cách pha uống thế này để lột xác từ trong ra ngoài thì quả là uổng phí. Biết một trong ba công thức pha uống từ bột sắn dây đảm bảo 100% chị em sẽ mua cả ký về làm đẹp. Với thành phần giàu chất xơ, chứa nhiều vitamin, protein, lipid, glucid và các loại axit amin. Chính vì thế, nếu biết sử dụng bột sắn dây đúng cách sẽ giúp chị em thanh nhiệt giải độc và làm đẹp da an toàn ngay tại nhà. Tham khảo bài viết dưới đây để có 3 công thức pha uống bột sắn dây hiệu quả cho chính mình. 1. Dùng bột sắn dây pha uống sống. Nguyên liệu: 2 đến 3 thìa bột sắn dây, 2 thìa đường trắng, 3 lát chanh tươi,
200-300ml nước lọc, cốc và thìa. Cách làm: hòa tan 3 thìa bột sắn dây, đường trắng vào 300ml nước lọc. Dùng thìa khuấy đều tay trong 3 phút, giúp các nguyên liệu được hòa quyện vào nhau. Hòn thành xong, bạn cho thêm vài viên đá nhỏ và 3 lát chanh tươi và hỗn hợp trên, giúp thức uống trở nên thơm ngon và đậm đà. Duy trì công thức này liên tục trong khoảng 2 tuần, mỗi ngày một lần vào các buổi sáng hoặc buổi tối trước khi đi ngủ. Nó sẽ giúp làn da trở nên mịn màng, săn chắc tự nhiên. 2. Pha bột sắn dây uống chín. Nguyên liệu: 2-3 thìa canh bột sắn dây, 2-3 thìa đường trắng, 3 thìa canh nước lọc, 150ml nước nóng, cốc và thìa. Cách làm: cho bột sắn dây vào cốc rồi tiến hành hòa tan với một chút nước lọc. Tiếp đó, bạn đổ 150ml nước nóng vào cốc bột sắn dây, dùng thìa khuấy đều trong 2 phút. Ta sẽ thu được một hỗn hợp dạng sệt. Với phương pháp làm đẹp này, bạn nên duy trì thường xuyên trong một thời gian ngắn để đạt được hiệu quả tối ưu. Lưu ý, trước khi uống, bạn có thể trộn thêm vài giọt nước cốt chanh hoặc nước quất tươi sẽ giúp hương vị bột sắn dây thêm hấp dẫn. 3. Kết hợp bột sắn dây để chế biến dạng sệt như nấu chè. Nguyên liệu: 3 thìa bột sắn dây, 3 thìa đường cát, 1 thìa nước cốt dừa, 150ml nước lọc, bát và thìa. Cách làm: cho bột sắn dây, đường cát vào nồi rồi trộn đều với 100ml nước lọc. Bắt nồi lên bếp đun nóng. Sau khi nước sôi, hạ lửa nhỏ, đun liu riu chừng 1 phút thì tắt bếp để nguội. Hoàn thành xong, bạn cho thêm nước cốt dừa vào nồi. Dùng thìa khuấy đều tay, giúp thức uống không bị vón cục mà hòa quyện vào nhau. Có thể nói, việc sử dụng bột sắn dây theo cách này, nó không những đơn giản mà còn giúp bạn chế biến ra một thức uống vừa tốt cho sức khỏe, lại hỗ trợ làm đẹp da. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp bột sắn dây để chế biến ra các món chè như chè đậu đen, đậu xanh, chè bưởi cũng rất tốt cho cơ thể. Trên đây là toàn bộ những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn. Hy vọng với vài mẹo nhỏ sẽ giúp mọi người trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn. Chúc các bạn thành công! Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé! Vì sức khỏe người Việt. Sai lầm khi ăn chuối sai cách mà chẳng ai có thể ngờ. Đừng hồ đồ để mắc phải 3 sai lầm khi các bạn ăn chuối để biến loại quả này trở thành thuốc độc. Có đến 90% các gia đình hiện nay đều mắc phải. Các bạn cần phải biết, đừng để phạm sai lầm cơ bản rước họa vào thân nhé. Sai lầm khi ăn chuối 90% người mắc phải. Chuối là loại hoa quả rất phổ biến, nó thường có trong mỗi gia đình vì chuối rất giàu dinh dưỡng và cũng khá rẻ tiền. Thế nhưng, các bạn cần phải tránh mắc phải những sai lầm dưới đây. 90% người ăn chuối đang mắc phải, còn bạn thì sao? Cùng tìm hiểu xem đó là sai lầm gì. Bạn có đang làm đúng không để còn khắc phục nhé. Sai lầm khi ăn chuối: ăn quá nhiều trong ngày. Chuối là loại quả chứa một hàm lượng dinh dưỡng, kali và vitamin rất dồi dào, phong phú. Nó có thể làm cho da dẻ mềm mại, làm cho mắt sáng và tinh lực tràn đầy, giúp kéo dài tuổi thọ và cũng có tác dụng phòng nhiều bệnh khác. Nhưng nếu như các bạn ăn chuối quá nhiều trong ngày, lượng vitamin B6 từ chuối kết hợp với các thực phẩm khác, có thể nó sẽ được nạp vào cơ thể quá tải. Điều này xảy ra tình trạng quá liều, có thể tổn hại đến sức khỏe. Nếu các bạn ăn chuối nhiều chỉ trong một thời gian ngắn, các bạn có thể đối mặt với các triệu chứng của tăng trong máu. Theo đó, các bạn chỉ nên ăn 2 quả chuối mỗi ngày, vì nếu như nạp quá nhiều chuối vào cơ thể, có thể sẽ gây ra tình trạng rối loạn các vitamin và khoáng chất có trong cơ thể. Thậm chí, nếu như các bạn ăn nhiều chuối chỉ trong thời gian ngắn, bạn có thể phải đối mặt với các triệu chứng của tăng kali máu, sẽ làm cơ suy yếu, làm nhịp tim trở nên bất thường, hay thậm chí có thể dẫn đến tình trạng bị tê liệt tạm thời.
lầm khi ăn chuối, ai cũng ăn được chuối. Thực tế, không phải ai cũng có thể ăn loại quả này mà sẽ có rất nhiều người cần phải hạn chế việc ăn chuối. Cụ thể, với những người nào có tiền sử về đau dạ dày thì rất cần hạn chế ăn chuối tiêu. Và cũng tuyệt đối không ăn chuối khi đang bụng đói, vì khi đó ăn chuối vào bạn sẽ có cảm giác sẽ còn cao hoặc là đau bụng. Những người đang bị táo bón, tiêu chảy thì cũng hạn chế ăn. Bởi với nhiều người cho rằng ăn nhiều chuối vào có thể sẽ giúp nhuận tràng, từ đó thông tiện, nên có một số người khi bị táo bón họ thường xuyên ăn chuối. Nhưng bạn có biết, chuối không những không giải quyết được cho bạn chứng táo bón, mà ngược lại, nó sẽ còn khiến cho tình trạng táo bón của bạn nặng hơn. Người bị bệnh thận, bị đau đầu, tiểu đường hay tim mạch cũng là những đối tượng cần hạn chế ăn chuối để tránh tình trạng bệnh trầm trọng hơn. Tương tự thì người đang bị tiêu chảy không nên ăn chuối chín bởi vì lượng xơ mềm. Chất oligosaccharide có thể nó giúp nhuận tràng, chất này nó sẽ làm cho bệnh tiêu chảy của bạn nặng hơn. Sai lầm khi ăn chuối, ăn lúc nào cũng được. Thực tế, khi ăn chuối vào cơ thể thì chuối sẽ phát huy được tốt nhất những tác dụng của nó, như thúc đẩy hệ tiêu hóa sẽ hoạt động tốt hơn khi bạn ăn chúng sau bữa cơm, sau khoảng 1 đến 2 tiếng. Ngược lại, còn nếu như các bạn dùng chuối để làm thức ăn khi đói, thì đó không phải là cách hay, nó thật nguy hiểm. Bởi thế, các bạn tuyệt đối không nên ăn chuối lúc đói, vì trong chuối có chứa nhiều magie. Ăn chuối lúc dạ dày của bạn đang trống rỗng, nó sẽ làm lượng magie bị tăng đột ngột trong máu, có thể gây mất cân bằng tim mạch và nó làm tổn hại đến sức khỏe của bạn. Lượng vitamin C rất dồi dào trong chuối, nếu như đưa vào cơ thể khi đang bị đói cũng sẽ khiến bạn bị đau dạ dày lập tức. Bạn chỉ nên ăn chuối khi đã ăn cơm no, để chuối không ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, nhận tác dụng bảo vệ dạ dày và trung hòa axit dạ dày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Sai lầm gây hại nghiêm trọng khi ăn mồng tơi theo cách này, cần bỏ ngay kẻo hối không kịp. Mồng tơi có tác dụng tăng cường và lưu thông tân dịch trong cơ thể, cho nên ở những đối tượng hay bị khô nóng trong người, tiểu gắt, phân khô cứng khi sử dụng cũng mang lại hiệu quả tốt. Có thể nói, không chỉ đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, mồng tơi còn là loại rau tốt cho sức khỏe mà nhiều người thường ăn, đặc biệt vào mùa hè, rau mồng tơi mát thanh nhiệt nên là món rau nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên ăn rau mồng tơi. Theo các bác sĩ đông y, những người bị sỏi thận, tiêu chảy nên tránh ăn rau này. Rau mồng tơi chứa nhiều furin, một hợp chất hữu cơ, khi vào cơ thể sẽ biến thành axit uric. Hàm lượng axit uric trong cơ thể cao sẽ làm tăng nguy cơ bị sỏi thận và làm tăng nồng độ canxi oxalate trong nước tiểu, dẫn đến sỏi thận ngày càng to và trầm trọng. Dân gian thường dùng rau mồng tơi làm rau ăn cho mát, thêm tăng dịch khỏi khô háo và chống táo bón do mồng tơi có tính hàn lại nhuận tràng. Nhưng cũng tính từ đặc tính này mà người đang bị tiêu chảy, đại tiện lỏng không nên ăn. Nếu cố tình ăn phải, mồng tơi sẽ là nguyên nhân khiến cho bệnh càng thêm nặng, gây khó chịu trong dạ dày. Rau mồng tơi có chứa hàm lượng cao chất xơ. Một chén rau mồng tơi nấu chín có chứa 6g chất xơ. Mặc dù chất xơ rất cần thiết trong quá trình thúc đẩy tiêu hóa, tuy nhiên nếu ăn quá nhiều cùng một lúc có thể khiến dạ dày khó chịu, tiêu chảy. Mồng tơi có thể giúp nhuận tràng, điều trị táo bón. Tuy nhiên ăn nhiều rau mồng tơi có thể dẫn tới tiêu chảy. Người có thân nhiệt thấp, đang tiểu lỏng, tiểu chảy không nên ăn nhiều mồng tơi. Bên cạnh đó, người mắc các bệnh viêm lát dạ dày, tá tràng cũng không nên lạm dụng món ăn này. Lưu ý, chú ý dấu hiệu nhận biết rau mồng tơi ngâm thuốc kích phọt gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe. Rau mồng tơi, lá ống, mướp là mang màu xanh thiếu ánh sáng, ngọn vương dài là rau đã được tắm thuốc kích phọt.
nên ăn cùng thực phẩm giàu vitamin C. Rau mồng tơi chứa hàm lượng cao axit oxalic, một loại chất hóa học liên kết với sắt và canxi, khiến cơ thể khó hấp thụ các chất dinh dưỡng trên. Để khắc phục vấn đề này, có thể ăn kèm các thực phẩm giàu vitamin C bằng cách kết hợp uống một ly nước cam hoặc cà chua. Vitamin C sẽ giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ canxi và sắt. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Dùng mùi tàu theo cách này, sỏi trong thận có thể sẽ đào thải hết ra ngoài sau 7 ngày. Chữa sỏi thận bằng bài thuốc dân gian không thể không nhắc tới công dụng và bài thuốc chữa trị hiệu quả từ rau mùi tàu. Sỏi thận là sự lắng đọng, những chất đáng lẽ có thể hòa tan trong nước tiểu, vì một lý do nào đó đã kết tinh, lắng đọng lại và tạo sỏi trong thận. Tùy thời gian, vị trí và độ lắng đọng mà kích thước sỏi lớn hay nhỏ khác nhau. Nước từ mạch máu ngấm qua tế bào thận, bài tiết nước tiểu qua ống thận vào lòng thận, theo ống bài tiết xuống bàng quang và thoát ra ngoài. Sỏi hình thành di chuyển ở bất cứ vị trí nào trên đường đi của nước tiểu và được gọi là sỏi thận, sỏi niệu quản hay sỏi bàng quang. Tuy nhiên, do cấu tạo của thận có nhiều ngóc ngách, khe kẽ mà độ lắng đọng lớn hơn khiến dễ bị sỏi hơn cả. Quá trình hình thành sỏi không có triệu chứng rõ rệt nên bệnh nhân thường không nghĩ mình sẽ bị sỏi thận. Chỉ đến khi sỏi gây đau đớn hay đi tiểu ra sỏi mới biết. Bệnh sỏi thận là một bệnh phổ biến hiện nay do thói quen ngồi nhiều, ngại uống nước, do uống thuốc, sữa bổ sung canxi. Để được chữa trị kịp thời, bệnh nhân nên đi khám ngay khi nhận thấy một trong các triệu chứng dấu hiệu sỏi thận. Triệu chứng của bệnh sỏi thận thường không rõ rệt. Triệu chứng của bệnh sỏi thận: đau, đau dữ dội. Đau thường khởi phát từ các điểm niệu quản, lan dọc theo đường đi của niệu quản xuống phía gò mu. Cũng có khi đau xuyên cả ra hông, lưng, có khi buồn nôn và nôn. Đau âm ỉ gặp ở những trường hợp sỏi vừa và thậm chí lớn nhưng nằm ở vị trí bể thận. Đái máu là biến chứng thường gặp của sỏi thận, tiết niệu, nhất là khi sỏi đang di chuyển bên trong niệu quản, gây đau kèm đái máu. Đái máu là biến chứng thường gặp của sỏi thận, tiết niệu, nhất là khi sỏi đang di chuyển bên trong niệu quản, gây đau kèm đái máu. Đái bút, đái rắp, đái mũ. Khi có nhiễm khuẩn tiết niệu, nó tái phát nhiều lần, có thể đái ra sỏi. Sốt, người bị bệnh sốt cao, rát run kèm theo triệu chứng đau hông, lưng, đái bút, đái rắp là dấu hiệu của viêm thận, bể thận cấp. Các dấu hiệu tắc nghẽn đường niệu, đái tắc từng lúc hoặc hoàn toàn. Bài thuốc trị sỏi thận từ lá mùi tàu. Mùi tàu có tác dụng trị sỏi thận rất tốt. Trong đông y, mùi tàu hay còn gọi là ngò gai, có vị đắng, tính ấm, mùi thơm đặc trưng, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giảm đau, kiện tỳ, kích thích tiêu hóa, khử mùi hôi hiệu quả. Đặc biệt, dùng cây mùi tàu để chữa bệnh sỏi thận có thể loại bỏ được sỏi ra ngoài cơ thể rất hiệu quả mà có thể không cần phẫu thuật, được áp dụng phổ biến trong dân gian và rất an toàn. Theo Lương y Trọng Đức, Học viện Y dược cổ truyền, thì bài thuốc từ mùi tàu này có thể đào thải sỏi thận ra ngoài qua đường tiểu sau 7 đến 9 ngày sử dụng liên tiếp. Nguyên liệu: lá mùi tàu 1 nắm, nước 3 bát, nồi sắt. Cách làm: lá mùi tàu đem hơi lửa cho héo, bỏ lá mùi tàu vào ấm áp, đổ 3 bát nước. Sắp khi nào còn một bát thì ngắt bếp. Cách dùng: chia bát nước thành 3 phần, uống làm 3 lần trong ngày. Uống trước bữa ăn là tốt nhất. Chú ý, dùng bài thuốc này liên tục. Đối với nam thì uống 7 ngày, đối với nữ uống 9 ngày. Sau thời gian uống lá mùi tàu, sỏi to sẽ được đào thải ra ngoài thông qua việc đi tiểu, còn sỏi nhỏ thì sẽ tự tiêu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.
dùng mùi tàu theo cách này, sỏi trong thận có thể sẽ đào thải hết ra ngoài sau 7 ngày. Chữa sỏi thận bằng bài thuốc dân gian không thể không nhắc tới công dụng và bài thuốc chữa trị hiệu quả từ rau mùi tàu. Sỏi thận là sự lắng đọng, những chất đáng lẽ có thể hòa tan trong nước tiểu, vì một lý do nào đó đã kết tinh, lắng đọng lại và tạo sỏi trong thận. Tùy thời gian, vị trí và độ lắng đọng mà kích thước sỏi lớn hay nhỏ khác nhau. Nước từ mạch máu ngấm qua tế bào thận, bài tiết nước tiểu qua ống thận vào lòng thận, theo ống bài tiết xuống bàng quang và thoát ra ngoài. Sỏi hình thành di chuyển ở bất cứ vị trí nào trên đường đi của nước tiểu và được gọi là sỏi thận, sỏi niệu quản hay sỏi bàng quang. Tuy nhiên, do cấu tạo của thận có nhiều ngóc ngách, khe kẽ mà độ lắng đọng lớn hơn khiến dễ bị sỏi hơn cả. Quá trình hình thành sỏi không có triệu chứng rõ rệt nên bệnh nhân thường không nghĩ mình sẽ bị sỏi thận. Chỉ đến khi sỏi gây đau đớn hay đi tiểu ra sỏi mới biết. Bệnh sỏi thận là một bệnh phổ biến hiện nay do thói quen ngồi nhiều, ngại uống nước, do uống thuốc, sữa bổ sung canxi. Để được chữa trị kịp thời, bệnh nhân nên đi khám ngay khi nhận thấy một trong các triệu chứng dấu hiệu sỏi thận. Triệu chứng của bệnh sỏi thận thường không rõ rệt. Triệu chứng của bệnh sỏi thận: đau, đau dữ dội, đau thường khởi phát từ các điểm niệu quản, lan dọc theo đường đi của niệu quản xuống phía gò mu, cũng có khi đau xuyên cả ra hông, lưng, có khi buồn nôn và nôn. Đau âm ỉ, gặp ở những trường hợp sỏi vừa và thậm chí lớn nhưng nằm ở vị trí bệ thận. Đái máu là biến chứng thường gặp của sỏi thận, tiết niệu, nhất là khi sỏi đang di chuyển bên trong niệu quản, gây đau kèm đái máu. Đái máu là biến chứng thường gặp của sỏi thận, tiết niệu, nhất là khi sỏi đang di chuyển bên trong niệu quản, gây đau kèm đái máu. Đái bút, đái rắc, đái mũ, khi có nhiễm khuẩn tiết niệu, nó tái phát nhiều lần, có thể đái ra sỏi. Sốt, người bị bệnh sốt cao, rắc run kèm theo triệu chứng đau hông, lưng, đái bút, đái rắc là dấu hiệu của viêm thận, bể thận cấp. Các dấu hiệu tắc nghẽn đường niệu, đái tắc từng lúc hoặc hoàn toàn. Bài thuốc trị sỏi thận từ lá mùi tàu. Mùi tàu có tác dụng trị sỏi thận rất tốt. Trong đông y, mùi tàu hay còn gọi là ngò gai, có vị đắng, tính ấm, mùi thơm đặc trưng, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giảm đau, kiện tỳ, kích thích tiêu hóa, khử mùi hôi hiệu quả. Đặc biệt, dùng cây mùi tàu để chữa bệnh sỏi thận có thể loại bỏ được sỏi ra ngoài cơ thể rất hiệu quả mà có thể không cần phẫu thuật, được áp dụng phổ biến trong dân gian và rất an toàn. Theo Lương y Trọng Đức, Học viện Y dược cổ truyền, thì bài thuốc từ mùi tàu này có thể đào thải sỏi thận ra ngoài qua đường tiểu sau 7 đến 9 ngày sử dụng liên tiếp. Nguyên liệu: lá mùi tàu 1 nắm, nước 3 bát, nồi sắt. Cách làm: lá mùi tàu đem hơi lửa cho héo, bỏ lá mùi tàu vào ấm áp, đổ 3 bát nước, sắp khi nào còn 1 bát thì ngắt bếp. Cách dùng: chia bát nước thành 3 phần, uống làm 3 lần trong ngày, uống trước bữa ăn là tốt nhất. Chú ý, dùng bài thuốc này liên tục, đối với nam thì uống 7 ngày, đối với nữ uống 9 ngày. Sau thời gian uống lá mùi tàu, sỏi to sẽ được đào thải ra ngoài thông qua việc đi tiểu, còn sỏi nhỏ thì sẽ tự tiêu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Tác hại khôn lường nếu ăn bí đỏ không đúng cách. Trong bí đỏ có rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, nhưng nếu ai ăn sai cách có thể gây hậu quả nặng nề. Trong số các loại quả, bí đỏ là nhà vô địch về hàm lượng sắt, giàu vitamin, muối khoáng cũng như các axit hữu cơ. Nghiên cứu gần đây cho thấy chất kẽm có trong bí đỏ trực tiếp ảnh hưởng tới chức năng của hồng cầu. Chất sắt lại là nguyên tố vi lượng cơ bản giúp bổ sung lượng máu cho cơ thể. Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng nếu lạm dụng bí đỏ, loại thực phẩm giàu dinh dưỡng này có thể gây tác hại phụ nặng nề lên cơ thể con người.
công dụng tuyệt vời của bí đỏ. Những chất phytoron là những axit béo omega 3, omega 6 có nhiều trong hạt bí đỏ, là những chất có tác dụng làm giảm lượng cholesterol xấu, ngăn ngừa bệnh tim mạch và huyết áp, phát triển não bộ. Bí đỏ chứa nhiều chất axit glutamine, chất cần thiết cho hoạt động não bộ, có vai trò quan trọng trong việc trợ giúp phản ứng chuyển hóa ở các tế bào thần kinh và não, bồi dưỡng não. Tác dụng giảm cân. Bí đỏ là một thực phẩm giàu chất xơ, chứa hàm lượng calo và chất béo thấp. Tác dụng của bí đỏ chính là một thực phẩm lý tưởng cho những người muốn giảm cân hay những người thừa cân, béo phì. Tăng cường hệ miễn dịch. Bí đỏ rất giàu hàm lượng vitamin C nên có tác dụng tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, giúp hệ miễn dịch trở nên khỏe mạnh. Với hệ miễn dịch khỏe mạnh, cơ thể của chúng ta sẽ chống lại được các vi khuẩn, virus có hại. Tốt cho sự phát triển của thai nhi. Những chất trong hạt và hoa bí đỏ giúp cho thai nhi phát triển tế bào não, tăng cường sức sống cho thai nhi và giúp tăng cường những chứng phù nề, tăng huyết áp, các biến chứng khác khi mang thai và phòng chống bệnh sốt xuất huyết sau khi sinh. Tốt cho xương và mắt. Bí đỏ giàu carotin. Trong cơ thể, loại chất này được chuyển hóa thành vitamin A, giúp duy trì thể lực. Chất khoáng và canxi, natri, kali có trong bí đỏ có tác dụng đặc biệt với người già và người bệnh huyết áp, giúp ngăn ngừa loãng xương và tăng huyết áp. Hơn nữa, nó còn chứa magie, phốt pho, sắt, đồng, mangan, chrome và nhiều yếu tố khác giúp xương phát triển. Làm đẹp da, chống lão hóa. Một trong những lợi ích thiết yếu của bí đỏ đối với phụ nữ bao gồm khả năng bảo vệ làn da, giúp da chống lại các tác hại của ánh nắng mặt trời và ngăn ngừa tình trạng mất nước, khô da. Hơn nữa, bí đỏ còn chứa hàm lượng vitamin C cao, giúp chống lại các gốc tự do trong cơ thể, ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, các đốm nâu. Thường xuyên dùng bí đỏ sẽ giữ cho làn da của bạn mềm mượt và tươi trẻ. Sai lầm khi ăn bí đỏ. Ăn bí đỏ liên tục. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bạn không nên ăn bí đỏ quá 2 bữa một tuần. Nguyên nhân là do trong bí đỏ chứa rất nhiều tiền chất của vitamin A. Nếu bạn ăn nhiều, chất này không kịp tiêu hóa, sẽ dự trữ ở gan và dưới gan. Do đó sẽ khiến cho chóp mũi, lòng bàn tay, bàn chân dễ có màu vàng. Ăn bí đỏ đã già và để lâu. Bí đỏ chứa hàm lượng đường cao. Hơn nữa, nếu lưu trữ trong thời gian dài, dễ khiến bên trong bí đỏ xảy ra quá trình hô hấp kỵ khí, lên men và biến chất. Vì vậy, khi ăn sẽ gây nguy hiểm tới sức khỏe. Ăn bí đỏ khi bị rối loạn tiêu hóa. Một lưu ý nữa cho bạn, đó là người bị rối loạn tiêu hóa, hạn chế ăn bí đỏ, vì hàm lượng chất xơ trong bí đỏ quá cao, không tốt cho tình trạng bệnh. Bảo quản bí đỏ đã nấu trong tủ lạnh. Không bảo quản bí đỏ đã nấu trong tủ lạnh, tuyệt đối không bảo quản ở ngăn đá, vì nếu để lạnh, bí đỏ sẽ ngả sang màu nâu vàng, không an toàn khi ăn.